Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn ngôi nhà ở đường Phạm Văn Chiêu 32 sạc 28 sạc 4A đường Phạm Văn Chiêu. Thì mình sẽ đi ra bên ngoài cái phía khu vực phía ngoài đang xây dựng, và bên khu bên này đang xây dựng rất là nhiều nên là nhà xung quanh rất là, nhưng mà vẫn rất thông thoáng nha. Rồi đây là phía trang cảnh phía bên ngoài. Rồi đây là cái mặt tiền. Nhà 3 lầu, 1 lửng, 1 trệt nha. Diện tích là 4 nhân cho 14 rưỡi. Mỗi căn là 4 14 rưỡi. 14 vuông. Ngang là 4, 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu. Đèn điện. Giờ mình sẽ đi qua cái bên căn phòng khách. Phòng khách thì bàn ghế đầy đủ, tủ kệ, tivi sẵn luôn, về mình chỉ có gắn tivi lên là mình xem thôi, quạt. Đây, hệ thống điện. Nhìn ở bên ngoài thì sẽ trực quan sẽ thích hơn nhiều nhé. Mảng xanh. Đây là cái khu vực mà lấy sáng, mảng xanh thứ hai của cái ngôi nhà. Phần này là có lấy sáng, lấy sáng ở bên ngoài vô. Mỗi lầu đều có đèn phần lấy sáng. Rồi đây là phòng bếp. Phòng bếp thì một cái bộ bàn ghế ăn này là có sẵn cho mình luôn. Khi mình mua nhà là được những cái đồ nội thất giống như trong clip luôn nha. Thảm nè. Rồi bếp thì theo cái phong cách hiện đại hiện nay luôn, là ốp kiến, là có sẵn lavabo, tủ kệ, tủ bếp. Này mảng xanh thứ hai lấy sáng luôn. Mảng xanh này nhà rất là độc, là hiện nay chỉ có Gia Phát là có nha. Nhìn rất là mát mắt luôn, nhìn rất là cảm giác rất là thân thiện. Đây là khu vực lấy sáng thứ hai, thứ ba của nhà. Đây là toilet. Toilet của mình thì thiết bị vệ sinh cực kỳ là chuẩn, cực kỳ là sang trọng. Gia Phát thì hiện là cái hiện Gia Phát của chúng tôi là có ba cái ngành chính, chủ yếu là bên xây dựng. Là thứ nhất là cửa hàng vật liệu xây dựng Tân Phát, cửa hàng điện Huy Phát ở Lê Văn Thọ, cửa hàng Tàn Phát ở Lê Văn Thọ luôn, ốc vít, ống nước. Rồi mình sẽ đi lên khu vực tầng 1, tầng lửng. Đây, khu vực lên tầng lửng nhìn rất là sang trọng nha, thân thiện, thoải mái. Rồi đây là tầng lửng. Khu vực tầng lửng thì nếu mà làm văn phòng công ty rồi thì rất là ngon lành. Đèn điện ở phòng tầng lửng. Diện tích là 4 nhân cho 14 rưỡi nha. 4 x 14 rưỡi, hiện giá của cái nhà này là 7 tỷ 450 triệu. Nếu như mà ai thật sự có thiện chí mua thì sẽ thương lượng mạnh nha. Có hai căn luôn, hai căn sát bên luôn của Gia Phát luôn nha, nên là ai hút hai căn luôn thì được giá tốt nhất hiện nay luôn. Đây là tầng 1 của mình. Tầng 1, đây là phòng ngủ của tầng 1. Cửa gỗ rất là chắc nha. Toilet, mỗi toilet đều ở trong, mỗi trong phòng là đều có toilet hết. Và cái thiết bị vệ sinh trong mỗi toilet thì đều hàng chuẩn nha, Kesa, hàng Kesa.
thiết bị vệ sinh rất là chuẩn. Rồi, tủ kệ có hết nha. Đây mình có thể để vi tính rồi được luôn. TV. Khuyên mọi người là nên mua cái nhà mà nó có sẵn đồ nội thất. Tại vì cái đồ nội thất sẵn nên là cái hệ thống điện người ta đi sẵn luôn. Là sau này mình sẽ không có phải nối dây hay là đi dây lòng thòng trong nhà. Mà ví dụ như mua TV là mình gắn lên luôn, có ổ điện sẵn luôn. Chứ còn sau này mà mình đi dây điện là dây điện nó lòng thòng là sao không có đẹp. Nên là mình nên mua những cái nhà mà có nội thất sẵn như vậy. Về là ở, vô là ở thôi. Điện thì điện của Huy, cửa hàng điện Huy Phát Lê Văn Thọ, 339 Lê Văn Thọ nha. Rồi đi lên, đây là phòng ngủ phía trước, cũng có toilet luôn. Rồi combo đầy đủ. Nhà này là một trệt, một lửng, 3 lầu, 4 phòng ngủ, 6 toilet. Mỗi toilet là ở trong một phòng ngủ và tầng trệt với tầng lửng đều có toilet hết. Rất là tiện cho mình nha.